Nga kỳ vọng hợp đồng mua hai tàu chiến của Pháp sẽ được hoàn tất, dù trước đó Pa rít loan báo là đã đình chỉ việc bàn giao chiếc tàu thứ nhất cho Nga. Bộ trưởng Công nghiệp Nga hôm 4 tháng 9 nói, Nga cho rằng hợp đồng có trị giá lên tới 1,6 tỷ đô la sẽ được thực thi đúng theo thỏa thuận đã ký với Pháp. Cả đôi bên đều không tiết lộ thời điểm bàn giao hai tàu chiến này cho Nga kiểm soát. Chiếc đầu tiên trong số hai tàu đổ bộ tấn công lớp Mistral đã gần hoàn tất và 400 thủy thủ Nga đã tới Pháp từ tháng 6 để tham gia đào tạo. Chiến hạm thứ nhì sẽ được đặt tên là Sevastopol, tên của hải cảng ở vùng Crimea của Ukraine mà Moscow đã sáp nhập vào lãnh thổ Nga hồi tháng 3 vừa rồi. Pháp đình chỉ giao tàu chiến cho Nga vì vai trò của Nga trong cuộc giao tranh khốc liệt ở đông Ukraine.